Chương 64: Dòng sinh tử không có bắt đầu. Một hôm, đang ngồi ở giường Besakala ở Simsu Maragiri, Phật bảo các vị khất sĩ: Này các vị, tôi muốn nói để các vị nghe về 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. 8 điều này đã từng được Đại Đức A Nậu Lâu Đà chiêm nghiệm và nói tới. Hồi tôi gặp Đại Đức tại vườn tre xứ Seti, nơi Đại Đức ẩn cư, đây là 8 điều mà những bậc giác ngộ có thể đem ra dạy dỗ và giáo hóa để đưa người từ cõi mê lầm đến bờ giải thoát. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng vạn pháp là vô thường và vô ngã. Quán sát về tính vô thường và vô ngã của vạn pháp thì tránh được khổ đau và dần dần đạt tới giải thoát và an lạc. Điều thứ hai là giác ngộ rằng càng nhiều ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Giảm bớt ham muốn tức là làm cho đời bớt khổ. Điều thứ ba là giác ngộ rằng tri túc đem tới an lạc. Biết sống đơn giản thì sẽ có thì giờ và tâm lực để tu đạo và để giúp đời. Điều thứ tư là giác ngộ rằng chỉ có sự tinh cần mới đưa ta đến quả vị giác ngộ. Lười biếng và hưởng thụ chỉ đưa đến sự đọa lạc vào thế giới của ma chướng và phiền não. Điều thứ năm là giác ngộ rằng sống trong quên lãng và vô minh thì sẽ bị giam hãm đời đời trong cõi sinh tử ràng buộc. Chỉ có đời sống chánh niệm và tỉnh thức mới đưa tới sự thành tựu trí tuệ giác ngộ và khả năng giáo hóa. Điều thứ sáu là giác ngộ rằng bố thí là một phương tiện quan trọng để độ người. Vì nghèo khổ mà phần đông bị giam hãm trong oán hận và căm thù, do đó mà cứ tạo thêm nghiệp xấu. Người hành đạo phải thực hiện phép bố thí, coi kẻ ghét người thương bằng nhau, bỏ qua những điều ác mà người ta đã làm đối với mình, và không đem tâm ghét bỏ những ai đã vì nghèo khổ mà lỡ phạm vào tội lỗi. Điều thứ bảy là giác ngộ rằng người hành đạo tuy đi vào đời để hóa độ mà không bị chìm đắm trong cuộc đời. Người xuất gia khi đi vào đời để cứu độ chỉ nên lấy y bát làm vật sở hữu duy nhất của mình, luôn luôn sống nếp sống thanh bạch mà hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao và đem lòng từ bi mà tiếp xử với tất cả mọi người và mọi loài. Điều giác ngộ thứ tám là không chỉ bo bo lo việc giải thoát cho riêng mình mà phải biết nỗ lực phục vụ cho kẻ khác để tất cả cùng hướng về nẻo giác ngộ. Này các vị khất sĩ, trên đây là 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Tất cả các bậc đại nhân đã nhờ tu tập theo 8 điều này mà được giác ngộ. Khi đi vào đời, họ cũng đem 8 điều này để khai mở và giáo hóa cho mọi người, để cho ai nấy đều biết được con đường đưa tới giác ngộ và giải thoát. Về tới tu viện Trúc Lâm ở Dương Xá, Phật được thông báo là vị khất sĩ Vatkhali đang bị bệnh nặng và rất trông mong được thấy mặt Phật trước khi qua đời. Nghe Phật về tới Trúc Lâm, thầy đã gửi vị thị giả của thầy tới để vấn an Phật. Vị thị giả lạy xuống 3 lạy rồi mới quỳ lên và bạch: Bạch Thế Tôn, thầy con hiện đang ốm nặng. Thầy con đang nằm trên giường bệnh trong ngôi nhà của một người cư sĩ làm nghề đồ gốm. Thầy con dặn con tới thay thầy con để cung kính lạy xuống và kê đầu trên chân Thế Tôn 3 lần. Phật nói với thầy A Nan Đà: Chúng ta hãy đi thăm Đại Đức Vatkhali. Biết Phật đến, Đại Đức Vatkhali gắng gượng ngồi lên, nhưng thầy không ngồi lên nổi. Phật đỡ thầy nằm xuống trở lại và nói: Vatkhali, đừng cố gắng ngồi lên, cứ nằm xuống cho thoải mái. Có mấy cái ghế có sẵn đây, tôi và thầy A Nan Đà ngồi xuống được rồi. Phật và thầy A Nan Đà ngồi xuống. Người hỏi thăm: Thầy Vatkhali, tôi mong rằng tình trạng sức khỏe của thầy không đến nỗi nào
và những cơn đau trong thân thể của thầy có giảm bớt. Bạch Thế Tôn, tình trạng sức khỏe của con càng lúc càng tệ. Con khó chịu lắm. Những cơn đau trong cơ thể đã không giảm bớt, trái lại còn cứ tăng dần. Tôi mong rằng trong tâm thầy không lo lắng gì và không ân hận gì. Bạch Thế Tôn, có. Trong lòng con có lo lắng và có ân hận. Vậy tôi mong thầy không tự trách gì về mình, về nếp sống tu học phạm hạnh của thầy. Không. Bạch Thế Tôn, con không có trách móc vì con và không có ân hận gì về đời sống phạm hạnh của con cả. Vậy thì thầy lo lắng và ân hận về cái gì? Con chỉ lo lắng và ân hận là từ lâu nay con rất muốn đi thăm Phật, mà vì yếu quá con đã chẳng làm được việc ấy. Phật trách nhẹ nhàng: Thôi đi Vakkhali, lo lắng ân hận gì về chuyện ấy. Thầy đã sống xứng đáng với đời sống phạm hạnh như thế thì thầy trò mình luôn luôn có mặt bên nhau rồi. Cứ gì phải thấy mặt tôi mới gọi là thấy Phật? Cái hình hài này đâu phải là quan trọng, chánh pháp mới là thiết yếu. Ai thấy được chánh pháp tức là thấy Phật. Thấy được hình hài này mà không thấy được chánh pháp tức cũng như không thấy được gì hết. Im lặng một lát, Phật hỏi: Vakkhali, thầy có thấy sắc thân là vô thường không? Sắc thân nơi thầy cũng thế, mà sắc thân nơi tôi cũng thế. Bạch Thế Tôn, con thấy rất rõ. Con thấy sắc thân là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại thấy cảm thọ cũng vô thường. Những đau nhức cũng như những vui mừng của con cũng đang sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Tri giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường ấy. Trước khi Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính vô thường của năm uẩn, và con bắt đầu thấy rõ rằng trong năm vọng sinh diệt ấy không có gì có thể gọi là tự. Hay lắm Vakkhali, tôi có đức tin nơi thầy. Trong năm uẩn ta không thấy được một cái gì gọi là tự ngã. Tự ngã không phải là một cái gì được nhốt kín trong năm uẩn. Thầy mở mắt ra nhìn đi, đâu mà không phải là Vakkhali, cái gì mà không phải là Vakkhali. Sự sống màu nhiệm khắp nơi Vakkhali. Sinh diệt không động được tới thầy đâu. Thầy mỉm cười đi, mỉm cười ngay với cái thân tứ đại của thầy, mỉm cười ngay với những đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể của thầy. Hai mắt của đại đức Vakkhali rơm rớm ướt, trên môi thầy rõ rệt là có một nụ cười. Phật đứng dậy cáo từ. Sau khi Phật và Ananda đã đi khỏi, đại đức Vakkhali bảo các bạn: Các bạn khuyên giùm tôi, khuyên cả chiếc giường này, xin khuyên tôi ra sườn núi Isikili. Một người như tôi mà nằm chết trong một căn phòng thì ngó sao được. Tôi muốn chết trên sườn núi giữa mây trời cao rộng. Các bạn tu của thầy liền xúm lại khiêng thầy lên sườn núi Isigili. Đêm ấy, Phật ngồi thiền tọa cho đến khuya. Sáng sớm người đi ra và bảo mấy vị khất sĩ cư trú gần người: Các thầy hãy đi thăm thầy Vakkhali đi, và nhắn với Vakkhali rằng thầy ấy đừng nên e ngại sợ sệt. Cái chết của thầy sẽ bình an và vô tội. Thầy ấy cứ an tâm mà đi, tôi có đức tin nơi thầy ấy. Các vị khất sĩ tìm ra sườn núi và gặp đại đức Vakkhali. Họ nói: Đức Thế Tôn có điều muốn nhắn với thầy. Vakkhali nói: Nhờ các bạn khuyên tôi xuống đất, nằm trên giường cao,
mà nhận giáo chỉ của Phật thì còn ra gì nữa. Tôi là ai mà dám nằm trên giường cao để tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Thế Tôn? Người ta khiêng thầy xuống nằm trên một tảng đá, rồi các vị khất sĩ lặp lại những lời của Phật nhắn. Nghe xong, thầy Vakkhali chắp tay lại khẩn khoản: Xin các sư huynh về đảnh lễ Phật giúp cho tôi 3 lần. Và xin các sư huynh bạch với người như sau: Thế Tôn, khất sĩ Vakkhali đau rất nặng và nhức nhối vô cùng. Khất sĩ Vakkhali xin dập đầu cúng lại Thế Tôn. Khất sĩ Vakkhali thấy rõ 5 uẩn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Và khất sĩ Vakkhali không bị ràng buộc vào 5 uẩn. Cho đến giờ phút chót, Vakkhali cũng thấy rõ như vậy và không còn một chút nghi ngại nào. Các vị khất sĩ nói: Huynh cứ an tâm, chúng tôi sẽ về lại Phật và trình lại những điều huynh vừa nói. Các vị khất sĩ vừa đi khỏi thì vị khất sĩ Vakkhali từ trần. Chiều hôm ấy, Phật lên núi Isigiri với một số các vị khất sĩ. Bầu trời xanh trong, chỉ có một gợn khói bốc lên từ cuối chân trời. Nhưng trong phút chốc, gợn khói cũng tan loãng trong không gian và biến mất. Nhìn bầu trời bao la, Phật nói với các vị khất sĩ: Vakkhali đã giải thoát, không một ma chướng nào, không một pháp hữu vi nào có thể kiềm hãm và giam giữ được Vakkhali. Phật lại lên đường đi Nalanda rồi Tỳ Xá Ly. Tại tu viện trùng cát trong rừng Mahavana, một hôm Phật dạy các vị khất sĩ: Này các vị, sống ở trên đời, ai mà không ít nhiều phải gánh chịu khổ đau. Tuy nhiên, những ai có tu học, có đạt được trí tuệ, thì khổ đau rất ít so sánh với khổ đau của người không tu học, không có trí tuệ. Lúc ấy trời còn nắng lớn, nhưng Phật đang ngồi với các thầy trong bóng mát những cây sala. Phật nhặt lên một hòn đất nhỏ, cầm nó giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, đưa lên cao và hỏi: Này các vị khất sĩ, hòn đất trong tay tôi so với núi Tượng Đầu, cái nào lớn hơn? Bạch Đức Thế Tôn, cố nhiên so với núi Tượng Đầu, hòn đất trong tay Thế Tôn không có nghĩa gì. Cũng như thế đó các vị, đối với người có tu học, có đạt đến trí tuệ, thì tuy có đau khổ, mà đau khổ ấy sánh với đau khổ của người không tu, không học, không có trí tuệ thì không có nghĩa gì. Si vọng làm cho đau khổ to lớn gấp bội. Này các vị, ví dụ con người bị trúng một mũi tên, người ấy cảm thấy đau nhất. Nhưng nếu một mũi tên thứ hai tới cắm đúng vào chỗ vết thương, thì cái đau nhất ấy chắc chắn lớn hơn bội phần. Và nếu một mũi tên thứ ba bay tới bắn trúng ngay vào cùng chỗ đó, thì sự đau nhức lại còn lớn lao gấp 10.000 lần. Si vọng cũng như mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba và những mũi tên khác, nó làm cho cái khổ tăng gia gấp bội. Nhờ trí tuệ, nhờ hiểu biết, con người có học, có tu và có giác ngộ không làm cho cái khổ gia tăng nơi mình và nơi người khác. Khi có một khổ thọ, dù là khổ thọ về thân xác hay là khổ thọ về tâm ý, người có trí không sầu muộn, không than gian khóc lóc, không đập ngực bứt tóc, không đầy đọa thân thể và tâm hồn, không ngã lăn ra bất tỉnh. Người ấy bình tĩnh quán chiếu và biết khổ thọ chỉ là một cảm thọ. Người ấy biết người ấy không phải là cảm thọ, không kẹt vào cảm thọ. Cảm thọ không còn trói buộc được người ấy, khổ đau không trói buộc được người ấy. Khi có một khổ thọ về thân thể, người ấy biết có một khổ thọ về thân thể.
người ấy không hoảng hốt, không lo sợ, không trách cứ, không u sầu. Vì vậy khổ thọ ấy vẫn chỉ là một khổ thọ về thân thể, mà không trở nên một khổ thọ lớn lao có thể làm chìm đắm tự thân. Cũng vì thế, này quý vị khất sĩ, quý vị nên tu tập, nên quán chiếu để đạt tới trí tuệ và để không bị khổ đau ràng buộc. Sinh, lão, bệnh, tử sẽ không còn khống chế được quý vị. Này các vị khất sĩ, khi sắp mệnh chung, việc người khất sĩ nên làm là quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Mỗi tư thế, mỗi động tác cần được đặt trong chánh niệm. Mỗi cảm thọ đều được soi sáng bởi chánh niệm. Người sắp mệnh chung quán chiếu tự tánh vô thường và duyên sinh của thân thể và của cảm thọ, để không còn bị vướng mắc vào thân thể và cảm thọ. Dù là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ, nếu có một cơn đau phải đem hết toàn thân ra chịu đựng, thì người ấy quán chiếu, đây là một cơn đau phải đem hết toàn thân ra chịu đựng. Cơn đau này không phải là ta, ta không phải là cơn đau này, ta không kẹt vào cơn đau này. Thân thể và cảm thọ như là một ngọn đèn đang cạn dầu và hết bất. Ánh sáng do nhân duyên làm tỏ lộ, mà cũng do nhân duyên làm tìm phục. Ta không bị ràng buộc bởi nhân duyên, và như thế sẽ có lắng dịu, sẽ có giải thoát. Khi những trận mưa đầu mùa đổ xuống làm dịu bớt cái nóng mùa hạ, người lên đường về tu viện kỳ viên. Năm nay các thầy và các ni sư về an cư ở các trung tâm tu học tại xá vệ đông lắm. Tại giảng đường Lộc Mẫu, một hôm Phật giảng dạy thêm về đạo lý duyên sinh. Một vị khất sĩ đứng lên bạch: Thế Tôn, người đã dạy thức là cơ sở của danh sắc, như vậy có nghĩa là vũ trụ vạn hữu trong thế giới đều phát sinh từ tâm thức, có phải thế không? Phật nói: Đúng như vậy. Danh là tâm nhận thức, sắc là đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức là hai mặt của cùng một thực tại. Không thể nào có nhận thức nếu không có đối tượng nhận thức. Không thể nào có đối tượng nhận thức nếu không có nhận thức. Danh và sắc không thể tồn tại riêng biệt, vì chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức không thể rời nhau mà có mặt, cho nên cả hai đều phát xuất từ cơ sở tâm thức. Chính vì vậy nên tôi đã nói rằng thức là cơ sở của danh sắc. Bạch Thế Tôn, nếu danh sắc phát sinh từ thức thì quả thật thức là nguồn gốc của vũ trụ vạn hữu. Ta có thể tìm hiểu vì sao có tâm thức hay không? Và tâm thức có từ lúc nào? Có thể nói đến một sự bắt đầu của tâm thức hay không? Này các vị khất sĩ, ý niệm về bắt đầu và ý niệm về chung cuộc cũng là những ý niệm phát sinh từ tâm thức. Thật ra không có cái bắt đầu mà cũng không có sự chung cuộc. Do vô minh cho nên ta có ý niệm về thỉ và chung. Do vô minh mà người ta mới đi vòng trong cõi luân hồi sinh tử. Cái vòng luân hồi sinh tử không có thỉ cũng không có chung. Nếu vòng luân hồi sinh tử không có thỉ mà cũng không có chung, thì làm sao ta chấm dứt được luân hồi sinh tử? Sinh và tử cũng là những ý niệm phát sinh từ tâm thức vô minh. Thoát ra được những ý niệm về sinh tử và thỉ chung, đó là thoát ra khỏi luân hồi. Các vị khất sĩ, hôm nay tôi chỉ nói chừng ấy. Quý vị hãy về thực tập quán chiếu. Hôm khác chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Chương 65: Không có cũng không không. Sau buổi pháp thoại này, Đại Đức Cát Tường thấy nhiều thầy có vẻ trầm ngâm. Riêng Đại Đức,
Đại Đức thấy mình chưa nắm vững được những điều Phật dạy. Đại Đức tâm niệm sẽ cố gần gũi các vị Đại Đức lớn để học hỏi thêm qua những lời luận đàm của họ. Trong buổi pháp thoại kế tiếp, Đại Đức A Nan Đà được phép đại diện các thầy đặt lên những câu hỏi để Phật trả lời. Đại Đức nói: Bạch Thế Tôn, thế nào là thế giới? Thế nào là vạn hữu? A Nan Đà: Thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại. Vạn hữu tuy bao la, nhưng tất cả đều bao hàm trong 18 lãnh vực. Đó là 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn, như các vị đã biết, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và ý tưởng. 6 thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái ý. Ngoài 18 lãnh vực đó mà ta gọi là thập bát giới, không còn có gì nữa. Tất cả 18 cái ấy đều có tính sinh diệt và biến hoại. Cho nên tôi đã định nghĩa thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại. A Nan Đà lại hỏi: Thế Tôn đã từng nói vạn pháp là không, như thế nào gọi là vạn pháp không? Bởi vì vạn pháp không có tự thể riêng biệt, cho nên gọi là vạn pháp không. 6 căn, 6 trần cũng như 6 thức, không có pháp nào có tự thể riêng biệt. Thế Tôn, có lần con đã nghe Thế Tôn nói về ba cánh cửa giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Có lần con cũng đã nghe Thế Tôn nói vạn pháp là không, thế giới là không. Con chưa thật sự hiểu được thế nào là không. Có phải vì vạn pháp có tính biến chuyển và tàn hoại cho nên Phật nói vạn pháp là không, không? A Nan Đà, quả thật tôi đã từng nói về không và phép quán về không. Phép quán chiếu về không là một phép quán chiếu mầu nhiệm, có thể giúp người hành đạo vượt ra khỏi khổ ưu và sinh tử. Hôm nay tôi sẽ vì đại chúng mà nói về không quán. A Nan Đà, tất cả chúng ta đều đang ngồi trong giảng đường Lộc Mẫu. Chúng ta biết rằng trong giảng đường này không có chợ búa, trâu bò, làng xóm, mà chỉ có các vị khất sĩ đang ngồi nghe pháp mà thôi. Cái gì không thì ta nói là không, cái gì có thì ta phải nói là có. Trong trường hợp của chúng ta đây, tức là trong trường hợp giảng đường Lộc Mẫu, chợ búa, làng xóm, trâu bò là không, nhưng các vị khất sĩ là có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Sau buổi giảng này, tất cả chúng ta đều sẽ đi ra khỏi giảng đường Lộc Mẫu, và trong giảng đường Lộc Mẫu sẽ không có một vị khất sĩ nào. Lúc đó giảng đường Lộc Mẫu không có chợ búa, không có làng xóm, không có trâu bò, mà cũng không có các vị khất sĩ. Có phải như thế không? Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Lúc đó trong giảng đường Lộc Mẫu không có gì hết. A Nan Đà, có luôn luôn nghĩa là có cái gì, không luôn luôn nghĩa là không cái gì. Tiếng có và tiếng không từ chúng không có nghĩa gì cả. Xin Thế Tôn giải rõ cho chúng con. Này nhé, không bao giờ cũng là không một cái gì. Ví dụ không chợ búa, không trâu bò, không làng xóm, không các vị khất sĩ, ta không thể nói không một cách suông cục được. Có cũng vậy, có bao giờ cũng là có một cái gì, như có chợ búa, có trâu bò, có làng xóm, có các vị khất sĩ, ta không thể nói có một cách suông cục được. Vào giờ phút hiện tại, các vị có thể nói là trong Lộc Mẫu đường không chợ búa, không trâu bò, không xóm làng, nhưng có các vị khất sĩ. Đó là trường hợp Lộc Mẫu đường. Còn trong trường hợp vạn pháp thì sao? Nếu ta nói vạn pháp có, thì vạn pháp có cái gì? Nếu ta nói vạn pháp không, thì vạn pháp không cái gì?
Này các vị khất sĩ, cái mà tôi gọi là không trong vạn pháp đó là cái ngã, nghĩa là cái tính chất thường tại và bất biến. Vạn pháp không nghĩa là vạn pháp không có ngã, nghĩa là không có tính chất thường tại và bất biến. Nghĩa căn bản của không là như thế. Các vị đã chấp nhận và đã biết rằng vạn pháp đều có tính biến chuyển và hoại diệt. Chính vì vạn pháp có tính cách biến chuyển và hoại diệt ấy, cho nên vạn pháp không có ngã, không hàm chứa một cái ngã. Vì vô thường, cho nên vạn pháp cũng là vô ngã. Tất cả các pháp đều không có ngã trong tự thân, cho nên vạn pháp được gọi là không. Này quý vị, không có nghĩa là không có tự ngã. Này các vị khất sĩ, trong năm uẩn, không có uẩn nào có tính cách thường tại bất biến cả. Cả năm yếu tố hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đều không có tự ngã, đều không có tính cách thường tại bất biến. Tính cách thường tại bất biến ấy thường được gọi là cái ta. Đã không có ta thì làm gì có cái của ta? Đã không có ngã thì làm gì có ngã sở? Quán chiếu để thấy được sự không có mặt của cái ta và cái của ta trong vạn pháp, tức là quán chiếu về không vậy. A Nan Đà hỏi: Vạn pháp không có ngã, đó là điều mà chúng con đã hiểu và đã thấy. Nhưng bạch Thế Tôn, có vạn pháp không? Phật im lặng nhìn xuống phía trước mặt mọi người. Trước mặt Phật có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có đặt một cái bát đầy nước trong để Phật giải khát. Chỉ vào bát nước trên bàn, Phật hỏi Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, theo thầy thì cái bát này là bát không hay là bát đầy? Bạch Thế Tôn, cái bát này không phải là bát không, nó là một cái bát đựng đầy nước trong. A Nan Đà, thầy hãy cầm cái bát nước đầy này lên và đem đổ hết nước trong bát ra phía ngoài lọc hậu đường. Đại Đức A Nan Đà làm theo lời Phật dạy. Khi trở vào, Đại Đức đặt chiếc bát không lên bàn, cầm chiếc bát lên và úp miệng bát về phía dưới. Phật hỏi: A Nan Đà, cái bát này bây giờ đây là bát không hay là bát đầy? Bạch Thế Tôn, cái bát này bây giờ đây không phải là cái bát đầy nước nữa, mà là một cái bát không. A Nan Đà, thầy có chắc là cái bát này là cái bát không không? Bạch Thế Tôn, con chắc chắn cái bát này là cái bát không. A Nan Đà, trong cái bát này không có nước, nhưng lại có đầy không khí. Cái bát chỉ không có nước thôi, chứ cái bát đang có đầy không khí. Thầy đã quên rồi. Không luôn luôn nghĩa là không một cái gì. Có luôn luôn nghĩa là có một cái gì. Trong trường hợp này, thầy phải nói cái bát không có nước nhưng có đầy không khí. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Vậy thì A Nan Đà, cái bát có thể là một cái bát không, mà cũng có thể là một cái bát đầy. Cái không hay cái đầy ấy tùy thuộc vào sự có mặt của cái bát. Nếu không có cái bát thì làm gì có cái không hay cái đầy? Vậy nếu muốn không hay muốn đầy thì phải có cái bát đã. Như giảng đường lọc mộ mà trong đó chúng ta đang ngồi đây, giảng đường có thể không hay đầy, nhưng muốn không hay đầy thì phải có giảng đường trước đã. Đại chúng ồ lên một tiếng. Đại Đức A Nan Đà chắp tay: Bạch Thế Tôn, như vậy là có vạn pháp và vạn pháp có thật. Phật mỉm cười: A Nan Đà, thầy đừng nên bị từ ngữ khống chế như vậy. Nếu vạn pháp có mặt như những hiện tượng không có ngã, thì cái có đó không phải là cái có của tri giác thông thường. Cái có ấy cùng với cái không kia là một. A Nan Đà chắp tay:
xin Phật khai thị thêm cho chúng con. Này A Nan, chúng ta vừa nói đến cái bắt không và cái bắt đầy. Chúng ta cũng vừa nói đến giảng đường không và giảng đường đầy. Tôi đã nói sơ lược về không, bây giờ tôi sẽ nói sơ lược về có. Cái bát trên bàn kia tuy là cái bát không còn nước, nhưng nếu đại chúng nhìn thật kỹ thì không phải là như vậy. Nâng cái bát lên, Phật nhìn A Nan Đà. A Nan Đà, trong những yếu tố nhân duyên đã đưa tới sự có mặt của cái bát này, có yếu tố nước không? Bạch Thế Tôn, nếu không có nước trộn vào đất sét thì người thợ gốm không thể nào biến đất sét thành cái bát được. Đúng rồi, A Nan Đà, nhìn kỹ vào cái bát, ta thấy có nước ở trong đó. Dù trong giờ phút hiện tại nó là một cái bát không có nước, sự có mặt của cái bát chứng minh được sự có mặt của nước. A Nan Đà, thầy có thấy yếu tố lửa trong cái bát này không? Bạch Thế Tôn, con có thấy. Nếu không có lửa thì đất trộn với nước không thể nào đưa tới sự có mặt của cái bát. Nhìn sâu vào cái bát, con thấy sự có mặt của hơi nóng, của lửa. Nhìn sâu vào cái bát, thầy thấy gì nữa? Con thấy không khí. Nếu không có không khí thì lửa không cháy được và người thợ gốm cũng không sống được. Con thấy người thợ gốm. Con thấy bàn tay khéo léo của người thợ gốm. Con thấy tâm thức của người thợ gốm. Con thấy lò gốm. Con thấy củi chất trong lò. Con thấy rừng cây đã làm ra củi. Con thấy mưa, nắng, đại địa đã làm cho rừng cây mọc lên tươi tốt. Bạch Thế Tôn, con thấy muôn ngàn yếu tố nhân duyên đã cùng nhau hợp lại để đưa tới sự có mặt của cái bát này. Hay lắm, A Nan Đà. Thầy đã thấy được sự có mặt của những yếu tố nhân duyên đã đưa tới sự có mặt của cái bát khi quan sát về cái bát. A Nan Đà, những yếu tố ấy cùng có mặt đồng thời với cái bát và trong cái bát. Trong những yếu tố ấy có yếu tố tâm thức của thầy. A Nan Đà, nếu từ trong cái bát này mà thầy lấy hơi nóng để trả về cho mặt trời, lấy đất sét trả về cho đại địa, lấy nước trả về cho dòng sông, lấy bàn tay người thợ gốm trả về cho cha mẹ người ấy, lấy than củi trả về cho rừng cây, thì cái bát sẽ còn có mặt không? Cái bát sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, cái bát sẽ không có mặt, bởi vì những nhân duyên tạo nên cái bát đã trở về với vị trí nguyên thủy của chúng. Cái bát sẽ trở về với những yếu tố nhân duyên ấy. A Nan Đà, nếu thầy đã quán chiếu chín chắn về đạo lý nhân duyên, chắc chắn thầy đã thấy rằng cái bát không thể tự riêng mình mà có mặt được. Cái bát chỉ có thể có mặt trong liên hệ nhân duyên với tất cả các pháp. Các pháp nương nhau mà sinh khởi, có mặt và hoại diệt. Sự có mặt của một pháp kéo theo sự có mặt của tất cả các pháp. Sự có mặt của các pháp có thể được chứng minh nhờ sự có mặt của một pháp. A Nan Đà, đó là nguyên lý tương nhập và tương tác. A Nan Đà, tương nhập nghĩa là trong cái này có cái kia và trong cái kia có cái này. Ví dụ, nhìn vào cái bát, ta có thể thấy người thợ gốm. Nhìn người thợ gốm, ta có thể thấy cái bát. Tương tác nghĩa là cái này là cái kia, cái kia là cái này. Ví dụ, sống là nước, nước là sống. A Nan Đà, hiện Lộc Bổ Đường không có chợ búa, trâu bò và làng xóm. Nhưng kỳ thực nếu không có chợ búa, trâu bò và làng xóm thì không có được Lộc Bổ Đường. Nói trong Lộc Bổ Đường không có chợ búa, trâu bò và làng xóm, đó chỉ là một cách nói, một lối nhận thức. Sự thật thì nếu không có chợ búa, trâu bò và làng xóm thì chúng ta sẽ không bao giờ có Lộc Bổ Đường. Nếu không có giáo đoạn của các vị khất sĩ thì cũng sẽ không có Lộc Bổ Đường. Vì vậy, cho nên khi nhìn giảng đường Lộc Mẫu,
vào lúc giảng đường trống vắng, ta cũng phải thấy sự có mặt của chợ búa, trâu bò, xóm làng và cả các vị khất sĩ ở trong đó. Không có cái này thì không có cái kia. Và ý nghĩa căn bản của không là cái này có thì cái kia có. Nói tới đây, Phật im lặng. Giảng đường Lộc Mẫu im phăng phắc. Những lời Phật nói đã gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người nghe. Một lát sau, Phật nâng cái bát không lên, nói với đại chúng: các vị khất sĩ, cái bát này tự nó một mình nó không thể có mặt được. Nó chỉ có thể có mặt đồng thời với tất cả những cái khác mà ta không gọi là bát, như đất, nước, lửa, không khí, người thợ gớm. Tất cả các pháp trên thế gian, pháp nào cũng vậy, pháp nào cũng có mặt liên hệ nhân duyên trên nguyên tắc tương tức và tương nhập. Các vị khất sĩ, nhìn vào cái bát này, ta thấy được tất cả vũ trụ vạn hữu. Vậy ta có thể nói cái bát chứa đầy cả vũ trụ vạn hữu. Chỉ có một cái không có mặt trong cái bát này mà thôi. Đó là tự ngã riêng biệt của cái bát. Tự ngã là gì? Tự ngã là tự mình có mặt, không cần đến một yếu tố nào khác. Trên thế gian, không có pháp nào có thể tự mình có mặt mà không cần đến bất cứ một yếu tố nào khác. Vì vậy cho nên, không có một pháp nào có tự ngã. Đó là ý nghĩa căn bản của không. Không nghĩa là không có tự ngã. Các vị khất sĩ, năm uẩn là năm yếu tố của sinh mạng. Hình sắc không có tự ngã, vì hình sắc không thể tự mình có mặt một cách riêng biệt. Trong hình sắc có cảm thọ, có tri giác, có tâm tư và có nhận thức. Cảm thọ cũng vậy, cảm thọ cũng không có tự ngã, bởi vì cảm thọ không thể tự mình có mặt một cách riêng biệt. Trong cảm thọ có hình sắc, có tri giác, có tâm tư và có nhận thức. Điều này cũng được áp dụng cho các uẩn khác là tri giác, tâm tư và nhận thức. Trong năm uẩn, không có uẩn nào có tự tính riêng biệt. Năm uẩn nương vào nhau mà thành lập. Vì vậy, năm uẩn là không. Các vị khất sĩ, sáu căn, sáu trần và sáu thức là không. Mỗi căn, mỗi trần, mỗi thức đều phải nương vào các căn, các trần và các thức khác mà được thành lập. Không có căn, trần và thức nào có tự tính riêng biệt. Các vị khất sĩ, 12 nhân duyên là không. Mỗi nhân duyên phải nương vào các nhân duyên khác mà được thành lập. Không nhân duyên nào có tự tính riêng biệt. Các vị khất sĩ, tôi muốn nhắc lại để quý vị cùng nhớ. Cái này có cho nên cái kia có. Các pháp vì nương vào nhau mà có mặt, cho nên các pháp được gọi là không. Không ở đây nghĩa là không có tự ngã, không có một sự hiện hữu riêng biệt và độc lập. Đại đức A Nan bạch: Thế Tôn, có những nhà trí thức Bà La Môn cũng như một số các vị lãnh đạo các giáo phái nói rằng Sa Môn Cồ Đàm chủ trương thuyết hư vô đoạn diệt. Sa Môn Cồ Đàm dẫn dắt người ta tới sự tiêu diệt mọi hình thức của sự sống. Thế Tôn, có phải vì Thế Tôn nói dạng pháp không cho nên người ta hiểu lầm như thế hay chăng? Phật lại nói: A Nan Đà, những nhà trí thức Bà La Môn kia, những vị lãnh đạo giáo phái kia không nói đúng sự thật. Tôi không bao giờ chủ trương thuyết hư vô, thuyết hoại diệt. Tôi không chủ trương dẫn dắt đến sự hoại diệt mọi hình thức của sự sống. A Nan Đà, trong số các tà kiến, có hai tà kiến lớn mà nhiều người đã vướng phải, đó là chấp có và chấp không. Chấp có là nhận thức dạng sự dạng vật như những gì thường tại và có tự thể riêng biệt.
chấp không là nhận thức vạn sự vạn vật như một màn ảo thuật của thần linh. Kẹt vào tà kiến nào trong hai tà kiến ấy cũng không có cơ hội thấy được sự thật. Ananda, có lần khất sĩ Kakayana hỏi tôi: Thế Tôn, thế nào là chánh kiến? Thế nào là cái thấy chân thực? Tôi đã trả lời: Kakayana, chánh kiến là thứ nhận thức vượt thoát hai luận chấp có và không. Khi ta đã thấy được tự tính chân thật của thực tại rồi, thì ta không còn bị ràng buộc bởi hai tà kiến ấy nữa. Người có chánh kiến thấy được quá trình phát sinh và hoại diệt của các pháp, và vì vậy không bị lay chuyển bởi các ý niệm có và không. Khi khổ đau phát sinh, người có chánh kiến biết là khổ đau đang phát sinh. Khi khổ đau tàn hoại, người có chánh kiến biết là khổ đau đang tàn hoại. Sự phát sinh và tàn hoại của dạng pháp không lay chuyển được người có chánh kiến. Chấp có là một thái cực, chấp không cũng là một thái cực khác. Nhận thức duyên sinh vượt ra ngoài hai thái cực đó và an trú ở trung đạo. Ananda, có và không thực ra chỉ là những ý niệm không phù hợp với thực tại. Thực tại vượt ra ngoài khuôn khổ của những ý niệm ấy. Kẻ giác ngộ là người đã vượt thoát ý niệm có và không. Ananda, không những có và không đều không, mà sinh và diệt cũng là không. Sinh và diệt cũng chỉ là những ý niệm, sinh diệt cũng là không. Đại đức Ananda hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sinh diệt là không thì tại sao Thế Tôn thường nói vạn pháp vô thường, luôn luôn sinh diệt? Ananda, đứng dậy tục đế, ta có thể nói vạn pháp có sinh và có diệt, nhưng đứng về đệ nhất nghĩa đế, ta cần thấy được tính cách bất sinh và bất diệt của vạn pháp. Xin Thế Tôn chỉ dạy thêm cho chúng con. Này Ananda, cây bồ đề mà thầy trồng ở trước Lộc Mẫu Đường, cây bồ đề ấy đã được sinh ra từ lúc nào? Bạch Thế Tôn, cây bồ đề ấy sinh ra từ 4 năm nay, vào giờ phút mà hạt bồ đề bắt đầu nứt mầm trong đất. Ananda, vậy trước khi cây bồ đề ấy sinh ra, nó đã có chưa? Thế Tôn, trước khi nó sinh ra, cây bồ đề chưa có. Vậy thì cây bồ đề có thể từ không mà trở thành có hay sao? Thầy đã thấy một pháp nào từ không mà trở thành có hay chưa? Đại đức Ananda im lặng. Phật lại nói: Ananda, trong vũ trụ không có một pháp nào đã từ không mà trở nên có. Nếu không có hạt giống bồ đề thì không thể có cây bồ đề. Cây bồ đề là từ hạt bồ đề mà có. Cây bồ đề chỉ là sự tiếp nối của hạt bồ đề. Trước khi hạt bồ đề nứt mầm, cây bồ đề đã sẵn có trong hạt bồ đề. Một pháp đã sẵn có thì cần gì sinh ra nữa? Vì vậy cho nên cây bồ đề có tính cách bất sinh. Ananda, sau khi hạt bồ đề nảy mầm thành cây bồ đề, hạt bồ đề có bị diệt không? Phật lại hỏi Ananda: Bạch Thế Tôn, hạt bồ đề có diệt thì cây bồ đề mới sinh ra được. Ananda, hạt bồ đề không diệt. Diệt tức là từ có mà trở thành không. Thầy có thấy trong vũ trụ này có một pháp nào từ có mà trở thành không được không? Một chiếc lá, một hạt bụi, một làn hương cũng không thể từ có mà trở thành không được. Các pháp ấy chỉ có thể biến chuyển để trở thành những pháp khác. Hạt bồ đề cũng thế. Hạt bồ đề không diệt mà chỉ biến chuyển thành cây bồ đề. Hạt bồ đề cũng như cây bồ đề đều là những pháp bất sinh và bất diệt. Ananda, không những hạt bồ đề và cây bồ đề là những pháp bất sinh bất diệt, mà tất cả các pháp trong đó có tôi,
có thầy, có các vị khất sĩ, có lọc mẫu đường, có chiếc lá, có hạt bụi, có làn hương, tất cả đều bất sinh, bất diệt. A Nan Đà, tất cả các pháp đều bất sinh và bất diệt. Sinh và diệt chỉ là những ý niệm của nhận thức mà thôi. Các pháp không có, không không, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tới, không đi, không một, không nhiều. Tất cả các ý niệm có không, sinh diệt, dơ sạch, thêm bớt, tới đi, một nhiều, đều là những ý niệm phân biệt. Nhờ quán chiếu về tự tính không của các pháp, các vị có thể vượt thoát những ý niệm phân biệt ấy để chứng nhập được thực tại của vạn hữu. A Nan Đà, thực tại của vạn hữu là không có cũng không không, không sinh cũng không diệt, không thành cũng không hoại. Nếu không có thực tại ấy làm cơ bản, thì làm gì có cái thế giới có sinh có diệt, có có không, có thành có hoại của nhận thức phân biệt. Nếu không có thực tại ấy, thì làm gì có lối thoát cho thế giới sinh diệt, có không và thành hoại. A Nan Đà, có khi nào đứng trên bờ biển thầy nhìn ngắm những đợt sóng nhấp nhô sinh diệt trên mặt đại dương không? Thực tại bất sinh bất diệt có thể đem so sánh với nước trong đại dương, và thế giới sinh diệt có thể được đem so sánh với những đợt sóng lô nhô trên mặt biển. A Nan Đà, sóng thì có cao có thấp, có lớn có bé, có sinh có diệt, nhưng nước trong đại dương thì không cao không thấp, không lớn không bé, không sinh không diệt. Nếu không có nước thì làm sao có sống, và sống đi về đâu nếu không là trở về với nước? A Nan Đà, sống là nước, nước là sống. Sống tuy có sinh có diệt, nhưng một khi sống nhận biết được rằng mình chính là nước, thì tự khắc sống vượt thoát được sinh diệt và không còn sợ hãi, âu lo và khổ đau vì sinh diệt. Các vị khất sĩ, phép quán chiếu về tự tánh không của vạn pháp là một phép quán chiếu mầu nhiệm, có thể đưa các vị vượt thoát sợ hãi, vượt thoát lo lắng, vượt thoát khổ đau. Phép quán chiếu này có thể đưa quý vị vượt thoát thế giới của sinh tử. Các vị hãy nỗ lực mà thực tập phép quán chiếu này. Nói tới đây, Phật lặng im, người đã chấm dứt pháp thoại. Buổi pháp thoại hôm nay làm xôn xao cả đại chúng. Đại đức Cát Tường chưa bao giờ được nghe Phật nói những điều sâu sắc và mầu nhiệm như hôm nay. Đại đức thấy các thầy lớn, thầy nào nét mặt cũng rạng rỡ. Vẻ sung sướng hiện rõ trong cái nhìn và trong nụ cười của họ. Cát Tường có cảm tưởng mình hiểu được những điều Phật nói. Nhưng thầy nghĩ, có thể là mình chưa thấy hết được chiều sâu của buổi pháp thoại này. Thầy biết thế nào, mai mốt Đại đức A Nan Đà cũng sẽ trùng tuyên lại bài thuyết pháp hôm nay, và thầy sẽ có dịp học hỏi thêm qua những cuộc pháp đàm do các thầy lớn tổ chức. Chương 66. Bốn núi bao quanh. Một buổi sáng tinh sương, Đại đức Mục Kiền Liên tìm đến Phật, hai mắt ướt đậm. Phật hỏi duyên cớ, Đại đức thưa: Thế Tôn, trong giờ thiền tọa đầu hôm qua, con đã nghĩ đến mẹ của con, và con đã dùng định lực để quán chiếu về nỗi nhớ niềm thương của con đối với mẹ. Con biết là trong thời niên thiếu đã có đôi lần con làm cho mẹ con buồn, nhưng con cũng biết đó không phải là nguyên do của nỗi buồn thấm thía của con. Nỗi buồn thấm thía của con phát sinh từ ý nghĩ là con không làm được gì để giúp mẹ con lúc bà còn sống,
và con cũng không làm được gì để giúp mẹ con sau khi bà đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, nghiệp chướng của mẹ con rất nặng. Hồi sinh tiền, bà đã từng tạo ra nhiều ác nghiệp. Con biết chắc rằng bây giờ những ác nghiệp ấy vẫn còn theo đuổi và tiếp tục làm cho mẹ con bị khổ đau. Trong giờ thiền định, con thấy hình ảnh này. Con thấy con đi thăm mẹ con ở một nơi thật tối tăm, ẩm thấp. Mẹ con than đói, bà gầy ốm như một bóng ma. Con lấy cơm trong bình bát dâng lên, mẹ con bốc cơm ăn. Nhưng khi mẹ con đưa cơm vào tới miệng thì cơm ấy biến thành than hồng. Mẹ con không thể nào nuốt được, phải nhả ra. Thế Tôn, hình ảnh đó con không thể nào quên được. Con không biết làm cách gì để cho nghiệp chướng của mẹ con được tiêu trừ và cho thân tâm của mẹ con được nhẹ nhàng siêu thoát. Phật hỏi: Hồi sinh tiền, mẹ của thầy đã tạo những ác nghiệp nào? Bạch Thế Tôn, hồi sinh tiền, mẹ con đã không chịu sống theo chánh mạng. Nghề nghiệp của bà buộc bà phải sát hại rất nhiều sinh mạng của các loài hữu tình. Mẹ con lại là người không biết tu theo chánh ngữ. Bà đã gây nhiều khổ đau cho kẻ khác vì những lời nói của bà. Bà bứng cây sống, trồng cây chết. Con không dám kể hết chi tiết về những ác nghiệp của bà để Thế Tôn nghe. Nhưng quả thật, mẹ con đã sống ngược lại với tất cả năm giới quý báu mà Thế Tôn đã dạy. Thế Tôn, nếu con có thể chịu khổ đau thay thế để đổi nghiệp quả của mẹ con, thì con sẵn sàng chấp nhận. Xin Thế Tôn đem lòng từ bi xót thương mẹ con mà chỉ bảo cho con. Phật nói: Mục Kiền Liên, tôi rất cảm động về tấm lòng hiếu thảo của thầy đối với mẹ. Công ơn cha mẹ như trời như biển, làm con phải luôn luôn nhớ tới công ơn ấy. Ngày cũng như đêm, gặp thời không có Phật và không có các bậc thánh hiền, phụng sự cha mẹ, tức là phụng sự Phật và các bậc thánh hiền. Mục Kiền Liên, thầy đã cố gắng để chuyển hóa mẹ thầy khi bà còn sống. Thầy lại còn lo lắng để chuyển nghiệp cho mẹ thầy khi bà đã chết. Điều đó chứng tỏ thầy là một người rất có hiếu đối với cha mẹ. Tôi rất mừng vì điểm đó. Mục Kiền Liên, điều căn bản nhất mà mình có thể làm để báo hiếu cho cha mẹ là sống một đời sống đẹp đẽ, hạnh phúc và đức hạnh. Như vậy là vừa đền đáp được công ơn sinh dưỡng, vừa đền đáp lại kỳ vọng của cha mẹ nơi con cái. Trường hợp của thầy là một trường hợp thành công. Đời sống của thầy là một đời sống có an lạc, có hạnh phúc, có đạo hạnh. Đời sống của thầy là một đời sống gương mẫu. Thầy đã và đang hóa độ được bao nhiêu người, giúp họ đi về con đường chánh. Nếu đem đời sống và công đức ấy mà hồi hướng và chú nguyện cho mẹ, thì chắc chắn hành nghiệp của mẹ thầy sẽ được chuyển biến một cách đáng kể. Mục Kiền Liên, tôi sẽ chỉ cho thầy một phương pháp mầu nhiệm và hữu hiệu để giúp mẹ. Đến ngày tự tứ mãn khóa an cư mùa mưa, thầy nên thỉnh cầu toàn thể đại chúng hợp lực chú nguyện cho mẹ thầy. Nên biết, trong đại chúng có nhiều vị khất sĩ đạo lực và đức hạnh rất lớn. Nếu thầy phối hợp đạo lực và đức hạnh của thầy với đạo lực và đức hạnh của tất cả các vị ấy, thì sức chú nguyện sẽ hùng mạnh vô cùng. Và nhờ nhân duyên đó, nghiệp chướng của mẹ thầy sẽ tiêu tan và bà sẽ có cơ hội thấy và đi vào con đường chánh pháp. Tôi nghĩ là trong đại chúng có thể cũng có những vị có tâm trạng như thầy. Vì vậy ta nên tuyên bố điều này ra trong đại chúng. Thầy hãy bàn với thầy Xá Lợi Phất để từ nay cứ đến ngày tự tứ thì ta có thể tổ chức một lễ chú nguyện. Chú nguyện để hộ niệm cho các bậc cha mẹ đã mất và cả cho những người làm cha mẹ còn sống. Như vậy cũng là để đồng thời giáo dục người trẻ về đạo hiếu đối với cha mẹ và tổ tiên. Mục Kiền Liên, người đời thường chỉ biết tiếc thương cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời.
trong ánh sáng của đạo tỉnh thức, có cha, có mẹ là một hạnh phúc lớn. Cha mẹ là những nguồn vui lớn cho con cái. Con cái phải biết trân quý thời gian sống với cha mẹ, được thấy cha mẹ hằng ngày, được đem niềm vui hằng ngày cho cha mẹ. Ngay trong khi cha mẹ còn sống và sau khi cha mẹ quá vãng, những hành động từ ái cần được thể hiện để gây niềm vui cho cha mẹ và hồi hướng công đức cho cha mẹ, giúp người nghèo khổ và bệnh tật, thăm viếng và ủy lạo những người cô đơn, phóng thích tù nhân và những loài vật sắp bị sát hại, chẩn tế, trồng cây, đều là những hành động phát xuất từ tâm từ bi có thể chuyển đổi được tình trạng hiện tại và gây niềm vui cho cha mẹ. Trong ngày tự tứ của tăng đoàn khất sĩ, chúng ta nên khuyến khích mọi người làm những việc như thế. Đại đức Mục Kiền Liên vui mừng lạy tạ Phật. Chiều hôm ấy, khi đi thiền hành tới cổng tu viện Trúc Lâm, Phật thấy xa giá của vua Basenadi cũng vừa dừng lại trước cổng. Vua đi thăm Phật, hai người còn đang đứng ở cổng tu viện để chuyện trò thì có bảy vị du sĩ phái Nigantha đi ngang qua. Họ là những người tu khổ hạnh, lõa hình, tóc và râu không cạo, móng tay móng chân để dài không cắt. Trông thấy họ, vua Basenadi xin lỗi Phật và đi ra chào đón các du sĩ. Vua lạy xuống rất cung kính trước bảy vị du sĩ và nói: Thưa các vị cao đức, trẫm là Basenadi, vua nước Câu Tắc La. Vua lạy và nói ba lần như thế rồi mới chào họ và trở về với Phật. Đợi cho họ đi khuất, vua hỏi: Bạch Thế Tôn, theo Thế Tôn thì trong bảy vị du sĩ đó có vị nào chứng quả A-la-hán chưa? Hoặc có vị nào đang đi trên con đường đến quả vị ấy? Phật đáp: Đại vương, ngài sống cuộc sống dương giả và thân cận với giới chính trị nhiều hơn với giới đạo sĩ, nên ngài khó mà biết được ai là người đã giải thoát và ai chưa giải thoát. Đại vương, gặp gỡ đôi lần và nhìn vào bề ngoài của một vị đạo sĩ thì khó mà biết được họ có giác ngộ hay không. Chỉ khi nào ta sống bên họ và có thì giờ nhận xét họ, ta mới biết được họ có giải thoát hay không có giải thoát. Đi lâu mới biết đường dài. Thân cận lâu ngày với một người, sống với người ấy trong những hoàn cảnh khó khăn, nghe người ấy nói năng và đàm luận, ta mới thấy được mức độ trí tuệ, đức hạnh và sự chứng đắc của người ấy. Vua biểu đồng tình với Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng thấy như vậy. Mỗi khi con gửi các thám tử đi do thám tình hình các nơi, những người này thường phải hóa trang để cho người ta không nhận ra được họ. Con nhớ là khi những thám tử này về cung trình diện, chính con cũng không nhận ra được họ. Con tưởng họ là những người không quen. Chỉ khi nào họ lột bỏ những đồ hóa trang, đi tắm rửa mặt và mặc áo quần của chính họ vào thì con mới nhận ra được họ. Thế Tôn, Thế Tôn nói rất đúng. Ta không thể nhận ra được đức hạnh, trí tuệ và sự chứng đắc của một người nếu ta không có được cơ hội để biết về người ấy một cách chính chắn. Phật mời vua đi bộ về phía tịnh thất của người. Vào đến tịnh thất, Phật bảo thầy A Nan Đà bắt ghế trước sân mời vua ngồi. Sau khi an tọa, vua bạch với Phật: Thế Tôn, con đã 70 tuổi rồi. Con nghĩ là con phải để nhiều thì giờ hơn vào việc tu học của con. Con phải tập ngồi thiền và đi thiền hành nhiều hơn trước. Thế Tôn, công việc triều chính quá bận rộn, nhiều lúc ngồi nghe Phật giảng mà con cũng ngủ gục, con lấy làm xấu hổ quá. Bạch Thế Tôn, con lại có cái tật ăn nhiều. Con nhớ có một buổi trưa ăn no quá, tới chùa con buồn ngủ chi lạ. Con ra ngoài sân tu viện đi thiền hành cho bớt buồn ngủ, mà cũng vẫn buồn ngủ như thường. Hôm đó con vừa đi vừa ngủ gục, đến nỗi gặp Thế Tôn con cũng không thấy, và con đã dấp vào Thế Tôn. Thế Tôn có nhớ việc này không? Phật cười: Tôi có nhớ, đại vương. Đại vương ăn ít thôi thì thân tâm sẽ nhẹ nhàng hơn, và công việc chính trị
cũng như công phu tu tập cũng sẽ có phẩm chất hơn. Nếu muốn thành công trong việc này, đại vương nên nhờ hoàng hậu Malika hay công chúa Vajiri chăm sóc về thực phẩm hàng ngày cho đại vương, về phẩm cũng như về lượng. Vua chắp tay lĩnh giáo. Phật nói: đại vương nên để thêm thì giờ mà lo về sức khỏe và sự tu tập của mình. Bây giờ tuổi đại vương đã cao, nếu không lo tu tập thì đại vương không còn nhiều thì giờ nữa. Đại vương, ví dụ có một người hộ vệ thân tín của đại vương từ phương đông trở về báo cáo với đại vương là có một hòn núi vĩ đại cao gần bằng mặt trời đang tiến dần từ phương đông tới, và trên đường đi trái núi ấy nghiền nát tất cả những sinh vật nào nó gặp dưới chân. Đại vương đang lo lắng thì một người thân tín của đại vương từ phương tây về báo cáo rằng từ phương tây cũng có một trái núi vĩ đại như thế đang tiến tới. Rồi những người thân tín của đại vương từ phương bắc và phương nam cũng về báo cáo là có hai hòn núi vĩ đại từ các phương trời ấy đang từ từ tiến tới phía đại vương. Ngọn núi nào cũng nghiền nát với chân mình tất cả những sinh vật trên đường. Đại vương biết là bốn ngọn núi từ bốn phương đang áp tới và mạng sống của đại vương sẽ không thể kéo dài. Đại vương không còn nhiều thì giờ, vậy đại vương sẽ làm gì trong tình trạng ấy? Vua ngẫm nghĩ rồi nhìn vào mặt Phật. Bạch Thế Tôn, trẫm nghĩ trong trường hợp ấy thì chỉ có một việc đáng làm mà thôi, đó là sống những ngày còn lại thật xứng đáng, thật trầm tĩnh, đúng theo chánh pháp. Phật khen: hay lắm, đại vương. Tôi xin nói để đại vương biết, bốn ngọn núi ấy là bốn ngọn núi của sinh, lão, bệnh, tử. Cái già và cái chết của những ngọn núi dây hãm chúng ta và đang từ từ tiến tới. Vua chắp tay: Bạch Thế Tôn, biết được cái già cái chết đang dây quanh và tiến tới, con nghĩ chỉ có một cách là đem những ngày tháng còn lại để sống theo chánh pháp, sống thật trầm tĩnh, làm tất cả những việc thiện nào có thể làm và xây dựng cho các thế hệ tương lai. Vua đứng dậy làm lễ Phật và ra về. Mùa mưa năm nay, các đạo sĩ và bà la môn đủ các giáo phái về xá vệ đông lắm. Các buổi thuyết giảng của họ được tổ chức khắp nơi, và dân chúng thủ đô thỉnh thoảng được mời tới dự những cuộc đàm luận với những vị đại diện của các giáo phái. Những chủ thuyết khác nhau có dịp được trình bày. Trong giới môn đệ của Phật cũng có nhiều vị đi dự những cuộc đàm luận này. Họ về chùa kể cho Phật và các thầy nghe những điều họ nghe và thấy. Họ nói không có vấn đề siêu hình nào mà các vị đạo sĩ lại không đặt ra, và vị nào cũng tự nhận thuyết của mình là đúng, thuyết của kẻ khác là sai. Ban đầu thì họ chỉ tranh luận nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc phần lớn đều nổi nóng, và cuối cùng người ta bắt đầu nói nặng với nhau và lên án nhau bằng những lời lẽ thật cay độc. Phật kể cho môn đệ nghe ngụ ngôn sau đây. Là ngày xưa có một ông vua thật ngộ nghĩnh, ông cho mời những người mù trong xứ đến. Những người mù từ khi mới được sinh ra, vua cho dắt tới một con voi. Vua bảo những người này sờ voi và cho biết con voi như thế nào. Có người sờ chân voi, nói voi giống cái cột nhà. Có người sờ đuôi voi, nói voi giống cái phất trần. Có người sờ tai voi, nói voi giống cái rổ. Có người sờ ngà voi, nói voi giống như một cái cọc. Có người sờ bụng voi, nói voi giống cái bồ chứ thóc. Có người sờ đầu voi, nói voi giống như cái lu nước. Ngồi lại với nhau, những người mù này không ai đồng ý với ai về hình thù của con voi. Họ cãi nhau kịch liệt. Ông vua thấy thế rất lấy làm thích thú. Và Phật nói: các vị, những gì quý vị thấy và nghe chỉ là một phần của sự thật. Nếu ta cho đó là toàn thể sự thật, tức là ta bóp méo sự thật. Người tu học phải có tâm khiêm nhượng, biết rằng cái thấy, cái hiểu của mình còn nhỏ bé, và mình cần phải nỗ lực học hỏi và thực tập tinh tiến thêm mãi. Người tu học phải có tâm cởi mở,
biết rằng nếu cố chấp vào tri kiến hiện tại, cho đó là chân lý tuyệt đối, thì mình sẽ bị kẹt và đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý của thực tại mầu nhiệm. Khiêm nhượng và cởi mở là hai điều kiện thiết yếu của sự tiến thủ. Chương 67. Nước biển chỉ có vị mặn. Mùa an cư năm ấy hoàn mãn, nhiều vị đại đức lên từ giả Phật để đi hoằng hóa ở các địa phương. Đại đức Phú Lâu Na vốn là một trong những vị giảng sư nổi tiếng của giáo đoàn Khất Sĩ, trình với Phật là đại đức có ý về quê để hành đạo. Sinh quán của đại đức là đảo Sunabaranta ở ngoài khơi biển Đông. Phật hỏi: Tôi nghe nói vùng đó là một vùng chưa được khai hóa. Những giống dân cư trú tại đó tính tình hung dữ và các vụ bạo động thường xảy ra luôn. Không biết là thầy vị đó hành đạo có tiện hay không? Đại đức Phú Lâu Na bạch: Lạy Phật, chính vì họ chưa được khai hóa cho nên chúng ta phải tới để giúp họ. Chính vì họ hung dữ và bạo động cho nên chúng ta phải đem đạo từ bi và phép hành xử bất bạo động đến. Con nghĩ là con có thể thành công ở đó được. Phú Lâu Na, nếu thầy đang thuyết pháp mà họ cứ tới la ó và chửi mắng vào mặt thầy thì thầy tính sao? Lạy Phật, con nghĩ la ó và chửi mắng cũng chưa lấy gì làm dữ lắm. Họ cũng còn chưa liện đá và đồ dơ vào con. Nhưng nếu họ liện đá và đồ dơ vào thầy? Lạy Phật, liện đá và đồ dơ cũng chưa lấy gì làm dữ lắm. Họ cũng còn chưa lấy gậy đánh vào con. Nhưng nếu lỡ họ lấy gậy đánh vào thầy? Đại đức Phú Lâu Na cười: Lại Phật, như vậy họ cũng còn hiền lắm, họ vẫn chưa giết con. Nhưng lỡ họ giết thầy? Điều này không xảy ra đâu, bạch Thế Tôn. Mà dù nó có xảy ra đi nữa thì chết vì đạo lý từ bi và bất bạo động vẫn còn là một cái chết có ý nghĩa, có thể giáo dục người ta được. Lại Phật, người ta sống trên đời ai cũng phải có một lần chết. Nếu cần chết vì lý tưởng từ bi và bất bạo động, con sẽ không từ nan. Phật khen: Hay lắm, Phú Lâu Na. Thầy có dư sức đi hành hóa tại xứ Sunabaranta. Tôi hỏi để các thầy khác cũng được nghe mà thôi. Chứ riêng tôi không nghi ngờ gì về khả năng và lập trường bất bạo động của thầy hết. Đại đức Phú Lâu Na ngày xưa vốn là thương gia. Hồi ấy Phú Lâu Na thường cùng với người em rể đi buôn, bổ hàng từ xá vệ đem về Sunabaranta và chở những sản phẩm địa phương tại quê nhà đem bán ở lục địa. Họ dùng ghe thuyền và xe bò để chuyên chở hàng hóa. Một hôm chở hàng tới xá vệ, Phú Lâu Na được trông thấy một đoàn khất sĩ đang trang nghiêm đi khất thực. Do đó, Phú Lâu Na đã tìm tới được tu viện Kỳ Viên và đã được nghe Phật thuyết pháp. Nghe xong bài thuyết pháp, Phú Lâu Na không muốn đi buôn nữa. Ông muốn theo Phật để làm khất sĩ. Ông giao hết tất cả hàng hóa tiền bạc cho người em rể và tới chùa xin Phật cho phép xuất gia. Đại đức Phú Lâu Na rất thông minh, đại đức tu học rất tinh tiến và đã trở nên một vị giảng sư xuất sắc. Đại đức đã từng đi hành hóa nhiều nơi trong các vương quốc Câu Tác La và Ma Kiệt Đà. Ai cũng nghĩ rằng kinh nghiệm và đạo hạnh của đại đức đủ bảo đảm cho sự thành công của đại đức tại quê nhà. Mùa xuân năm sau, trong chuyến đi về miền Đông, Phật đã ghé Tỳ Xá Ly, Chim Bà và theo dòng sông đi ra tới miền biển để giáo hóa. Phật và các vị khất sĩ đã có những dịp ra ngồi rất lâu trên bờ biển. Một lần kia, Đại Đức A Nan Đà nói với Phật: Bạch Thế Tôn, nghe tiếng sóng vỗ, nhìn các đợt sóng, chấm dứt mọi suy tư, theo dõi hơi thở và an trú trong hiện tại, con thấy thân tâm thật là thoải mái và đại dương như giúp con đổi mới trong từng giây từng phút. Phật gật đầu:
Có một hôm nọ đứng nói chuyện với ngư dân ven biển, Đại Đức A Nan Đà hỏi các ngư dân này nghĩ gì về biển cả. Một người đàn ông cao lớn, nước da sạm nắng, dáng người rất đẹp nói với thầy: Biển có những đặc tính rất lớn và tôi y biển về những đặc tính ấy. Đặc tính thứ nhất là biển có những bãi cát thoi thoải đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên rất dễ dàng. Đặc điểm thứ hai là biển luôn luôn ở tại chỗ, biển không bao giờ dời chỗ. Mình muốn ra biển thì mình biết hướng nào mà tìm đi. Đặc điểm thứ ba là biển không chấp nhận thay chết. Khi có thay chết, biển luôn luôn đẩy nó lên bãi. Đặc điểm thứ tư là biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, dù đó là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu hay sông Mahi. Sông nào ra tới biển thì cũng bỏ tên riêng của mình để mang tên biển cả. Đặc điểm thứ năm là tuy ngày đêm muôn sông liên tiếp đổ nước về biển, biển cũng không vì vậy mà có khi dơi khi đầy. Đặc điểm thứ sáu là nước biển ở đâu cũng mặn. Đặc điểm thứ bảy là trong lòng biển có biết bao nhiêu thứ san hô, xà cừ và ngọc quý. Đặc điểm thứ tám là biển làm chỗ dung thân cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài rất lớn dài hàng trăm do tuần và những loài nhỏ bé như cây kim hoặc hạt bụi. Thưa các thầy, tôi chỉ nói có chừng đó, các thầy cũng thấy tôi rất yêu biển đến chừng nào. A Nan Đà nhìn kỹ bác ngư dân, bác này làm nghề chài lưới mà nói năng như là một thi sĩ. Thầy hướng về phía Phật: Thế Tôn, bác ngư dân này ca tụng biển rất hay. Thế Tôn, bác ngư dân yêu biển thế nào thì con cũng yêu đạo pháp giác ngộ như thế. Con thấy đạo pháp của Thế Tôn có rất nhiều đặc tính tuyệt vời, đạo pháp này cũng bao la như biển cả, mong Thế Tôn dạy cho chúng con. Phật mỉm cười, người đưa tay chỉ gần đá: Chúng ta hãy tới ngồi trên những tảng đá kia, tôi sẽ nói cho các vị nghe về những đặc tính của đạo pháp giác ngộ. Mọi người theo Phật lên ngồi trên gần đá, các bác ngư dân cũng được mời theo. Khi mọi người đã an tọa quanh Phật, Phật cất tiếng: Này các vị, bác ngư dân vừa nói tới 8 điều đáng yêu của biển, tôi cũng sẽ nói tới 8 điều đáng yêu của chánh pháp. Thứ nhất, nếu biển có những bờ cát thoai thoải, có thể đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên dễ dàng, thì chánh pháp cũng vậy. Trong đạo pháp này, mọi người có thể đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu. Chánh pháp mở rộng cho tất cả mọi người, thuộc đủ loại căn tính, ai cũng có thể đi vào chánh pháp được cả, dù là em bé, người già, người trí thức, kẻ thiếu học. Tất cả đều tìm thấy pháp môn tu học thích hợp với mình trong đạo pháp này. Thứ hai, nếu biển luôn luôn ở tại chỗ mà không dời đi nơi khác, không cuốn phăng đi xóm làng và thành thị, thì các chánh pháp cũng thế. Những nguyên tắc của chánh pháp luôn luôn không thay đổi, và giới luật của người thọ trì chánh pháp đã được quy định rõ ràng. Ở đâu có sự học hỏi và thực hành đúng theo những nguyên tắc ấy và những giới luật ấy là ở đó có chánh pháp, không thể nào sai chạy được. Thứ ba, nếu biển không bao giờ dung túng một thây chết trong lòng nó thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp không dung túng được vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Một người không tu trong một đại chúng có tu không thể nào cư trú lâu dài được. Người đó sớm muộn gì cũng phải bị đẩy ra khỏi đoàn thể và giáo pháp. Thứ tư, nếu biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, không phân biệt kỳ thị, thì chánh pháp cũng thế. Từ giai cấp nào trong 4 giai cấp xã hội, người ta cũng được đón tiếp một cách bình đẳng vào trong đạo pháp này. Cũng như khi nước các dòng sông chảy ra biển, chúng bỏ lại sau lưng mình tên của dòng sông và bắt đầu lấy tên biển cả. Những người đi vào trong đạo pháp của tôi không còn mang theo giai cấp, dòng dõi và địa vị xã hội của họ, tất cả được gọi chung là người khất sĩ. Thứ năm,
nếu biển không dơi cũng không đầy thêm, dù đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp là chánh pháp, không phải vì có nhiều người đi theo mà mới là chánh pháp, không phải là vì ít người đi theo mà đạo pháp không phải là chánh pháp. Sự thịnh suy không đánh giá được chân lý của đạo pháp này. Thứ sáu, nếu nước biển ở đâu cũng chỉ có một kỳ là vị mặn, thì chánh pháp cũng thế. Dù giáo pháp được trình bày ra nhiều cách, dù có hàng ngàn hàng vạn pháp môn, thì chánh pháp cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Không có công năng giải thoát thì đó không phải là chánh pháp. Thứ bảy, nếu trong lòng biển có vô số các loại san hô, xà cừ và cọc quý, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta có nhiều pháp môn vi diệu và quý báu như tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lục, thất bồ đề và bát chánh đạo. Thứ tám, nếu biển là chỗ dung thân thoải mái cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài vật nhỏ như hạt cát và dài lớn đến hàng trăm do tuần, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta, một em bé hay một người ít học vẫn có thể có cơ hội để tu học thoải mái. Trong đạo pháp ta, những bậc đại nhân có kích thước lớn như những vị Bồ Tát có thể có cơ hội tu học và hoằn hóa trong một môi trường thênh thang. Trong đạo pháp ta cũng có vô số các vị đã chứng đạt quả vị nhập lưu, nhất hoàn, bất hoàn và A-la-hán. Này quý vị, biển cả là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Chánh pháp cũng thế. Chánh pháp là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Đại đức A Nan Đà chắp tay nhìn Phật: Thế Tôn, người là một vị đạo sư, nhưng người cũng là một thi sĩ nữa. Chương 68: Ba cánh cửa nhiệm màu. Rời miền biển, Phật trở về Hoa Thị, ghé Tỳ Xá Ly và đi lên hướng Tây Bắc, quê hương của người. Khi tới Samagama, thuộc nội địa Vương quốc Thích Ca, Phật nghe nói vị giáo chủ của giáo phái Nigantha là Nathabutra đã qua đời, và giáo đoàn của du sĩ Nigantha đã bị chia rẽ trầm trọng làm hai cánh. Hai bên chống đối nhau rất kịch liệt về mặt giáo lý cũng như về mặt tổ chức, khiến cho giới đệ tử tại gia của họ rất đau khổ, không biết theo ai. Chú Saji Khunda, thị giả của Đại đức Xá Lợi Phất, đã tới gặp Đại đức A Nan Đà và kể lại những chuyện trên. Vì trong khi an cư ở Ba Ba, chú đã nghe hết mọi chi tiết. Thầy A Nan Đà liền đem câu chuyện chia rẽ của giáo phái Nigantha bạch lên Phật. Thầy nói giọng rầu rầu: Lạy Phật, con mong sau khi người diệt độ sẽ không có sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo đoàn khất sĩ như thế. Con không ưa sự chia rẽ và tranh chấp một chút nào hết. Phật vỗ vai A Nan Đà: Này A Nan Đà, thầy có thấy các vị khất sĩ trong giáo đoàn ta tranh chấp và cãi vã nhau về nội dung các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo không? Lạy Phật, con chưa thấy có hai vị khất sĩ nào tranh chấp và cãi cọ về nội dung giáo lý. Nhưng con nghĩ khi Phật còn tại thế, nhờ đức của Phật ai cũng nương tựa vào Phật, nghe lời Phật và tu học yên ổn không có vấn đề gì. Nhưng một khi Phật trăm tuổi, họ có thể bắt đầu tranh chấp với nhau về giới luật và về cách thức sinh hoạt hoằng hóa. Nếu điều này xảy ra thì nhiều người sẽ buồn lắm và sẽ mất tin tưởng ở đạo pháp. Phật an ủi A Nan Đà: Đừng lo ngại A Nan Đà, chừng nào mà có sự tranh chấp và cãi cọ trong giáo đoàn về nội dung giáo lý, về các pháp môn tu tập như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, thì lúc đó ta mới nên e ngại. Còn những tranh chấp về tổ chức,
về giới luật và về lề lối sinh hoạt tuy có thể xảy ra nhưng cũng không đáng ngại đâu. Tuy được Phật trấn an, Đại Đức A Nan Đà vẫn không tươi tỉnh lắm. Thầy mới nghe tin là tại Tỳ Xá Ly, Đại Đức Sunat Khata ngày xưa từng làm thị giả cho Phật, nay đã rời bỏ giáo đoàn khất sĩ vì những bất mãn riêng tư. Thầy ấy đã bắt đầu tổ chức những cuộc diễn giảng chống lại Phật và giáo đoàn. Đi tới đâu, Sunat Khata cũng nói: Sa môn Cồ Đàm cũng chỉ là người thường thôi, không có gì đặc biệt hơn ai. Và giáo pháp của Sa môn Cồ Đàm chỉ đem tới sự giải thoát cá nhân, chẳng có ích lợi gì cho xã hội. Sunat Khata đã bắt đầu gây hoang mang trong quần chúng. Điều này chính Đại Đức Xá Lợi Phất cũng đã biết. Đại Đức còn biết rằng mầm chia rẽ đã manh nha trong giáo đoàn ở thủ đô Dương Xá. Một nhóm các vị khất sĩ tại Dương Xá, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, đang âm thầm tổ chức một giáo đoàn khất sĩ độc lập với giáo đoàn của Phật. Cộng tác với thầy Đề Bà Đạt Đa có nhiều thầy cũng thuộc hạng giỏi như các đại đức Kukalita, Katamoraka Thissa, Khanda Diviputra và Samuddadatta. Thầy Đề Bà Đạt Đa vốn là một trong những người đệ tử lớn, thông minh và tài giỏi nhất của Phật. Chính sư huynh Xá Lợi Phất đã từng khen ngợi Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ngay giữa các đám đông ở các buổi họp trong vùng Dương Xá. Đã có lúc Đại Đức Xá Lợi Phất tiếp xử với Đại Đức Đề Bà Đạt Đa như một người bạn tri kỷ. Vậy mà không biết vì lý do nào, Đề Bà Đạt Đa gần đây đã nảy ý ganh ghét ngay cả với Phật. Thầy A Nan Đà không biết là đã có ai trình lên Phật các vụ này chưa. Riêng thầy, thầy rất ngại phải nói để Phật nghe những chuyện đau buồn như thế. Mùa mưa năm sau, Phật lại về Xá Vệ và an cư tại vườn Cấp Cô Độc. Đầu mùa an cư, người giảng kinh Pháp Ấn. Hôm đó, tại giảng đường Kỳ Thọ, Phật nói: Có Pháp Ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn nói cho quý vị nghe về Pháp Ấn ấy. Quý vị hãy tháo bỏ mọi tri kiến, để cho tâm hồn thanh tịnh thì mới nghe hiểu và tiếp nhận được. Các vị khất sĩ, Pháp Ấn là con dấu chứng thực tính cách chân xác của chánh pháp. Có ba con dấu tất cả. Bất cứ một giáo lý nào, một pháp môn nào mà không có dấu vết của ba con dấu ấy thì không phải là giáo lý của tôi nói. Ba con dấu ấy là không, vô tướng và vô nguyện. Ba con dấu ấy cũng là ba cánh cửa để đi vào thế giới của giải thoát. Vì vậy, Pháp Ấn cũng được gọi là ba cánh cửa giải thoát hay tam giải thoát môn. Các vị khất sĩ, con dấu thứ nhất là không. Không ở đây có nghĩa là rỗng không, không có tự ngã riêng biệt. Không ở đây không có nghĩa là không đối với có. Như các vị đã biết, chấp có và chấp không là hai kiến chấp sai lầm. Vậy không ở đây có nghĩa là không có một tự ngã riêng biệt, không có một sự tồn tại riêng biệt. Dạng pháp nương vào nhau mà có mặt, không có pháp nào có thể phát sinh và tồn tại một cách độc lập. Các pháp sinh khởi và tồn tại trong liên hệ nhân duyên chặt chẽ. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Do đó, bản chất của không là duyên khởi. Này các vị phải tập nhìn dạng pháp trong liên hệ nhân duyên của chúng để thấy được rằng trong một pháp có mặt tất cả dạng pháp, để thấy rằng trong cái một có cái tất cả, và ngoài cái một, cái tất cả không thể nào tồn tại. Quán chiếu 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức.
quán chiếu năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, các vị sẽ thấy được rằng không có giới nào, cũng như không có uẩn nào có tự thể riêng biệt, rằng tất cả đều nương vào nhau mà đứng. Thấy được như thế thì thấy được tính không của vạn pháp. Thấy được tính không ấy rồi thì các vị không còn ước muốn theo đuổi hoặc trốn chạy bất cứ một pháp nào nữa, và các vị sẽ đồng thời vượt thoát những tham đắm, phân biệt hoặc kỳ thị đối với tất cả các pháp. Quán chiếu về tính không tức là mở ra một cánh cửa để đi vào thế giới của tự do. Vì vậy, không là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Các vị khất sĩ, con dấu thứ hai là vô tướng. Vô tướng tức là vượt thoát những khuôn khổ của tri giác và của nhận thức phân biệt. Vì không thấy được tự tính duyên khởi của các pháp, vì không chứng đắc được tính không của các pháp, cho nên người đời thường nhìn các pháp như những hiện tượng riêng biệt, độc lập. Cái này tồn tại ngoài cái kia, cái này có mặt độc lập với tất cả các cái kia. Nhìn các pháp như thế cũng giống như là lấy thanh gươm của nhận thức phân biệt để chặt thực tại ra từng mảnh nhỏ rời rạc, và như thế là không thấy được tự thân của thực tại. Này các vị, dạng pháp tùy thuộc vào nhau, cái này có trong cái kia, cái này lồng trong cái kia, trong một cái có tất cả mọi cái. Đó là ý nghĩa hai tiếng tương nhập và tương tức. Tương nhập là đi vào trong nhau, tương tức là nhau. Cái này đi vào trong cái kia đi vào trong cái này là cái kia là cái này. Quán chiếu như thế, các vị sẽ thấy rằng tri giác của chúng ta đầy dẫy sai lầm. Con mắt của cảm giác không thấy được dạng hữu rõ ràng và chính xác bằng con mắt quán chiếu của trí tuệ. Có khi nhìn sợi dây, con mắt của cảm giác và của tri giác có thể nhận lầm là con rắn. Nhưng với con mắt của quán chiếu, tự thân của sợi dây được hiển lộ rõ ràng và hình bóng con rắn sẽ tự nhiên tiêu diệt. Các vị khất sĩ, các tướng trạng như có, không, sinh, diệt, một, nhiều, còn, mất, tới, đi, dơ, sạch, thêm, bớt, đều là những tướng trạng mà tri giác và nhận thức phân biệt úp chụp vào thực tại. Đối với đệ nhất nghĩa đế thì tự thân thực tại không bị giam nhốt trong những phạm trù phân biệt đó, không bị khuôn khổ trong các tướng trạng đó của nhận thức phân biệt. Vì vậy cho nên dạng pháp được gọi là vô tướng. Quán chiếu để làm tan rã những ý niệm có không, sinh diệt, một nhiều, còn mất, tới đi, dơ sạch, thêm bớt, các vị sẽ đạt tới giải thoát. Vô tướng vì vậy là cánh cửa mầu nhiệm thứ hai mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô tướng là cánh cửa giải thoát thứ hai. Các vị khất sĩ, con dấu thứ ba là vô tác hay là vô nguyện. Vô nguyện là không đuổi theo bất cứ một cái gì. Tại sao thế? Thối thường người ta hay muốn trốn chạy khỏi một pháp để đuổi theo một pháp khác. Người đời ưa trốn chạy sự nghèo khổ để đuổi theo sự giàu sang. Người tu đạo ưa trốn chạy sinh tử để đuổi theo giải thoát. Nhưng nếu các pháp có mặt trong nhau, nếu các pháp là nhau, thì ta còn cần trốn chạy pháp nào và đuổi theo pháp nào? Trong sinh tử đã có niết bàn, trong niết bàn đã có sinh tử. Niết bàn và sinh tử không phải là hai thực thể riêng biệt. Vậy thì ruồng bỏ sinh tử để chạy theo niết bàn tức là chưa chứng nhập được thể tính duyên sinh của dạng pháp.
chưa chứng nhập được tự tính không và vô tướng của vạn pháp, quán chiếu vô nguyện là để chấm dứt ngay sự tìm cầu và theo đuổi. Giải thoát và giác ngộ không phải là những pháp có mặt ở ngoài ta. Chỉ cần mở mắt ra để chiêm nghiệm thì ta thấy được ta chính là bản thân của giải thoát và giác ngộ. Tất cả các pháp, tất cả chúng sinh đều có sẵn tự tính giác ngộ tròn đầy trong tự thân mình. Các vị đừng đi tìm tự tính ấy ở bên ngoài. Nếu biết soi ánh sáng quán chiếu vào tự thân, tự khắc các vị thực hiện được giác ngộ. Các vị khất sĩ, tất cả các pháp trong vũ trụ không pháp nào tồn tại độc lập ngoài nhận thức của các vị, trong đó kể cả niết bàn, trong đó kể cả giải thoát. Các vị không cần đi tìm cầu những thứ ấy ở đâu nữa. Các vị nên nhớ rằng đối tượng nhận thức không tồn tại độc lập với nhận thức, không đuổi theo một pháp nào, kể cả phạm thiên, niết bàn và giải thoát. Đó là ý nghĩa của vô nguyện. Các vị đã là cái các vị đang đi tìm. Vô nguyện do đó là cánh cửa mầu nhiệm thứ ba mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô nguyện là cánh cửa giải thoát thứ ba vậy. Các vị khất sĩ, đó là giáo lý pháp ấn, đó là pháp môn ba cánh cửa giải thoát. Tam giải thoát môn là pháp môn rất vi diệu, rất mầu nhiệm. Các vị nên hết lòng học hỏi và thực tập. Tu tập theo pháp này, chắc chắn quý vị sẽ đạt tới tri kiến thanh tịnh và thực hiện được giải thoát. Phật nói xong kinh pháp ấn, Đại Đức Xá Lợi Phất đứng dậy đảnh lễ. Đại chúng thấy thế đều đứng dậy và lạy xuống để tạ ơn Thế Tôn. Đại Đức Xá Lợi Phất tuyên bố với đại chúng là ngày hôm sau sẽ có một buổi trùng tuyên và học hỏi về kinh này. Đại Đức nói đây là một kinh thâm diệu vô cùng, phải đem hết sinh mạng và tâm trí ra mà học hỏi và thực tập mới mong có thể hiểu được. Đại Đức Cát Tường thấy kinh này có liên hệ tới kinh Không mà Phật đã dạy năm ngoái. Phật đã hướng dẫn các đệ tử của người từ những giáo lý đơn giản đến những giáo lý càng ngày càng huyền nhiệm. Thầy thấy các vị trưởng thượng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Mục Kiền Liên, ai nấy đều tỏ vẻ sung sướng cực kỳ khi được nghe kinh này. Thầy nhớ năm ngoái, khi Phật giảng xong kinh Không, thầy Xá Lợi Phất cũng đã lên lạy Phật, và tất cả các vị trưởng thượng trong giáo đoàn cũng đã lên bắt chước Đại Đức Xá Lợi Phất. Tình thầy trò thật rất thấm thiết. Chiều ngày hôm sau, các đại đức Yamelu và Tekula đến tìm Phật ở tịnh thất của người. Hai đại đức này đều xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, đó là hai anh em ruột. Họ nổi tiếng là lão thông văn chương, cú pháp và nhất là cổ ngữ. Giọng phúng tụng và sướng tán của họ rất thanh tao, trông như tiếng chuông và hùng mạnh như tiếng trống. Gặp Phật, hai đại đức lạy xuống, Phật mời họ ngồi. Đại đức Yamelu nói: Thế Tôn, chúng con muốn xin phép Thế Tôn để trình bày về vấn đề chuyển ngữ trong công cuộc hoằng pháp. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn thuyết pháp, người thường dùng ngôn ngữ Magadhi. Ở Ma Kiệt Đà hay ở Câu Tác La cũng vậy. Nhưng trong giới khất sĩ có nhiều vị không sử dụng được tiếng Magadhi, và ở những miền họ hành đạo, dân chúng cũng không biết tiếng Magadhi. Vì vậy pháp âm của người đã được chuyển dịch thành rất nhiều thứ tiếng của nhiều giống dân khác nhau. Thời chưa xuất gia, chúng con đã may mắn học được rất nhiều sinh ngữ, và chúng con nhận xét rằng ở nhiều nơi người ta đã làm sai lệch và méo mó pháp âm di diệu của người bằng cách diễn dịch pháp âm ấy thành nhiều thổ ngữ. Chúng con xin Phật cho phép chúng con đem tất cả các kinh giáo của người viết thành ngôn ngữ Sanskrit cổ điển,
Nếu các vị khất sĩ bốn phương đều học thuộc pháp âm người qua cổ ngữ ấy, thì chắc chắn chúng ta tránh được cái nạn là méo mó và sai lệch tiếng nói của Phật. Phật im lặng một lát, rồi ngẩng lên nhìn hai vị đại đức. Các vị làm như vậy không tiện. Đạo pháp là một thực thể linh động. Ngôn ngữ để chuyên chở giáo pháp phải là những sinh ngữ đang được sử dụng. Tôi không muốn giáo lý của chúng ta được trình bày bằng một cổ ngữ. Trừ những người trí thức, ít ai hiểu và cảm được giáo lý qua một cổ ngữ. Các thầy Yamalu và Taikula, tôi muốn nói rõ với quý vị là các giới môn đệ của tôi, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học hỏi và thực tập giáo pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy giáo pháp mới linh động và dễ hiểu. Giáo pháp phải được thích ứng với đời sống hiện tại và phải được trình bày như thế nào để thích hợp và dễ hiểu với văn hóa địa phương. Hiểu được ý Phật, hai đại đức Yamalu và Taikula đảnh lễ người và rút lui.